Không, sao ấy được. Chà, cũng trời giang hồ luôn đó ha. Anh giang hồ với tôi. Cái đậu má nó bắt chốt mà nó không thấy tôi nữa. Đừng đậu má tôi đi. Thì nãy còn là má còn thấy thì chốt một xíu rồi nè. Chút xíu rồi thấy gì. Mà quá. Chà quá còn thấy. Chà má luôn nữa. Mà quá. Nữa luôn. Giờ tao tưng mà đúng rồi. Dán mày chắc sống chắc khó sống quá. Hoài. Ngó hoài, hoài nó. Nó nãy 1 2 rồi. Đào tù đá quá. Ngửa. Nó ăn ham ăn bà. Nó ham ăn bà. Đúng rồi. Ôn rồi nó suối không ta. Anh này anh suối không à. Sao ông tự không ăn, ăn con gì? Suối không à. Ê, bắt xe tôi nói nha. Ồ, chiếc này nói nha, bắt xe tôi nhớ nói nha. Nói nha. Bắt xe tôi nhớ nói nha. Điện thoại nữa, anh có xe đó nữa không? Điện thoại nữa, điện thoại nữa. Ê, nãy cờ nó cũng quầy á ta. Ồ, nó kỳ á ta. Sao quầy, đang còn chốt đây nè, chưa còn sống mà. Chốt mà còn hai chốt cặp mà. Ngựa, ta còn sống chốt mà, hỏi chốt cặp hoài. Quên rồi, quên. Không quên hết. Sao chết? Lâu. Lâu khi về đó bé. Suối. Suối không luôn. Đi chưa từng đó. Sao em biết rồi ta? Kèo thơm, kèo thơm. Nãy giờ tao chia được 4 phim này đó. Up lên YouTube được 4 phim này nè. Thấy quýnh về rồi đưa tội cho tính rồi mà mất phí hết rồi. Đó, tội chủ ý là đưa tao coi quýnh với nó coi mình. Đi. Coi quýnh với đâu coi mình đâu mà nó. Ai coi quýnh để má mua bánh bỏ xe tao cười nó thích. Có, bạn nãy bỏ xe có luôn. Coi quýnh với coi mình nha. Má đứng cầm riết mỏi tay quá. Bắt hoài phạm lực. Sợ liền không có ai bắt được nữa. Sợ liền. Sợ liền. Không ý nó bắt hoài phạm lực đúng không? Một dây đi hai ba nước lần huynh. Ba nước á. Đi nhanh dây ba nước á. Chứ nếu 60 giây đi 60 nước thì thua nó xiền sao? Đúng không? Dây nó đi nhanh có hai ba nước. Mày gọi điện thoại nữa là lụ không chơi á. Alo. Nhanh không Tâm? Tâm nhanh. Thế bị thua. Đồng hồ bên kia không thấy. Thêm không? Thua chưa thua đâu, hình này chưa thua đâu. Thua hoài, chú ý nói hoài, thua hoài, thử sao chơi. Ý là nói Quỳnh thua. Quỳnh thua. Cái thôi, nó hai cái là đồng hồ tôi nhảy lại thôi chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Ờ. Nổi thừa. Tôi chưa? Không để ý là mất giờ tôi rồi. Nổi thừa, thấy chưa? Nổi thừa, thấy chưa? Trời
ờ đụng quá gì kỳ hả, anh xe mình thấy được bởi vì trên đường ma mình cũng ma đó, đưa xuống cho đội cho anh Phan thấy anh cũng có tôi ma nhảy rồi, anh xe chiếu chừng lên thôi, có nghĩa là không thấy chưa pháo kia xuống luôn mà đụng kỳ. Bỏ đi làm thế, bỏ đi ăn nó không đẹp bạn sao không có gì hết, đâu có thời gian suy nghĩ đâu mà đâu anh xe. Cái thôi, đúng rồi, đau tôi quá. Đúng rồi, cái đau tôi quá. À, đau. Đúng rồi, cái tôi bị đau, đúng không? Không biết tôi bị đau không? Bấm nhiều quá, tôi bị đau, đúng không? Tôi bị đau quá đi, người ơi. Không đau gì quá đâu. Bấm cái thôi, bấm hai cái tôi bị đau, đúng không? Sao? Cơ hội quá lớn. Ủa, cơ hội lớn quá. Gì dạ? Cuối cùng rồi không còn nữa. Giờ này ai không cho quà? Tới đó cũng quà thôi chứ anh làm gì thắng được người ta. Một cái thôi, đừng có mấy cái nữa. Một cái giờ tôi nhảy hoài. Alo. Rồi chưa? Hả? Rồi ok. Đang ở Chính Nghĩa. Đâu có trời đâu. Ok. Chúng đông. Đông. Nó không có đèn anh ấy bấm xuống trên đèn lại kỳ quá. Rồi rồi rồi. Alo. Quầy. Quầy vô thấy quầy đúng không? Vô thấy quầy rồi. Ờ, vô thấy quầy rồi hả? Thấy quầy rồi. Còn giờ này hết xe ăn gì nữa.